Vài năm trở lại đây, thương mại điện tử đã trở thành một xu hướng được nhiều doanh nghiệp trong nước ứng dụng nhằm đưa thông tin hàng hóa, sản phẩm đến với khách hàng tiềm năng. Trong đó, việc lựa chọn một giải pháp hỗ trợ bán hàng online có tính sẵn sàng cao, khả năng ứng dụng nhanh và kỹ thuật đơn giản đóng vai trò then chốt. Giải pháp bán hàng trực tuyến BizWeb của công ty cổ phần công nghệ DKT là một ví dụ về tính sẵn sàng cao như vậy. Công ty cổ phần đầu tư Trúc Linh, chủ sở hữu website giấydántường.vn đã sử dụng giải pháp thương mại điện tử BizWeb của công ty công nghệ DKT được 4 năm nay. Từ khi sử dụng BizWeb, doanh nghiệp nhận thấy lượng khách hàng ghé thăm website gia tăng rõ rệt, chiếm 70% tổng số khách hàng dùng sản phẩm thực tế so với con số 30% ít ỏi trước đây. Họ bàn giao cho doanh nghiệp với một thời gian rất là nhanh. Bàn giao cả về giao diện, bàn giao cả về chuyển giao công nghệ hoặc là cử cán bộ đi hướng dẫn các cách sử dụng và đăng tin bài viết hình ảnh lên website một cách rất là nhanh chóng. Theo phân tích của chuyên gia về thương mại điện tử, điểm hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam là kỹ năng kinh doanh trên môi trường online còn yếu. Vì vậy, tính sẵn sàng giúp doanh nghiệp giảm thiểu những bỡ ngỡ trong thao tác kỹ thuật là một trong những điểm mạnh của BizWeb được đánh giá cao. Giải pháp bán hàng online này tích hợp khá đầy đủ những module hỗ trợ cho bán hàng chuyên nghiệp với kho giao diện hơn 60 mẫu, từ module quản lý bán hàng đến thanh toán vận chuyển, quản lý khách hàng, tất cả ngôn ngữ được Việt hóa hoàn toàn. Ngoài ra, BizWeb còn tích hợp các công cụ quảng cáo như SEO, email marketing, mạng quảng cáo Vietclick cùng hệ thống website mang tính cộng đồng và thông tin như doanhnhân.net, làmsao.com thực hiện chức năng kết nối người mua và người bán. Công nghệ điện toán đám mây được tích hợp trên BizWeb cũng giúp doanh nghiệp giảm được nhiều loại chi phí. Một trong những yếu tố mà tôi đánh giá cao ở cái giải pháp của BizWeb ấy, đấy là cái tính sẵn sàng, cái tính chuẩn mực và cái hệ thống nó tương đối là hoàn thiện. Tức là nói một hiểu một cách nôm na là gì? Là khi một nhà phân phối, một công ty hay là một doanh nghiệp bán lẻ hay thậm chí kể cả một hộ kinh doanh cá thể họ có nhu cầu bán hàng thì đơn giản là họ thuê giải pháp của BizWeb và sau đó là họ trả tiền dựa trên các cái hạ tầng xây dựng sẵn như vậy thì nó sẽ thuận tiện hơn, giống như là họ đi ra ngoài, họ tham gia vào các trung tâm thương mại, họ thuê gian hàng. Chúng tôi cũng mong muốn là có thể giúp đỡ các khách hàng, hỗ trợ khách hàng của mình có thể làm thương mại ở trên thương mại điện tử ở trên mobile. Thì các cái thiết bị di động, xu thế về các thiết bị di động là cái xu thế mà tất yếu tương lai, mà hiện tại chúng ta đã có thể nhìn thấy những điều đó. Nó là cái tương lai rất là gần mà nó sẽ bùng nổ trong thời gian ngắn tới. Hơn 1.000 khách hàng của BizWeb là một thành công bước đầu, nhưng cũng chỉ là một miếng bánh nhỏ bắt đầu được khai thác trong hệ thống gần 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sự phát triển của các thiết bị giải trí, cập nhật thông tin di động như smartphone hay máy tính bảng cũng đang tạo ra những hướng đi và thách thức mới cho các giải pháp bán hàng trực tuyến như BizWeb tại Việt Nam.